chuyện ít biết về cuộc đời triển chiêu kinh điển nhất Hà Gia Kính. Tuổi thơ cơ cực phải sống với bà ngoại, từng làm nghề khiêng người đã khuất tại nhà đại thể để mưu sinh, chấp nhận bị cấm sóng để bảo vệ Bao Trường Kim siêu quần. Tuổi 65 là triệu phú được công chúng kính nể. Mỗi lần nhắc đến triển chiêu, đa số khán giả sẽ nghĩ ngay đến Hà Gia Kính, nam tài tử đã tạo nên hình tượng chàng ngự miêu kinh điển nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Thật ra, ngoài tài nhập vai tốt cùng ngoại hình điển trai thì một lý do nữa khiến anh được công chúng nhớ mãi không quên chính là sự trọng tình trọng nghĩa cùng tính cách rắn giỏi chưa bao giờ đầu hàng trước số phận đó. Hà Gia Kính vốn sinh ra trong một gia đình trung lưu. Lẽ ra cuộc đời chàng tài tử này sẽ rất xuôi trèo mát mái nếu bố mẹ không đường ai nấy đi để tìm hạnh phúc riêng, gửi anh cho bà ngoại nuôi nấng. Bà ngoại già yếu nên Hà Gia Kính phải lăn lộn từ sớm, đi rửa chén thuê cho người ta để phụ bà trang trải cuộc sống thường ngày. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng bà ngoại vẫn muốn Hà Gia Kính được học hành tử tế. Thế nên bà gom hết tiền tích góp để đưa anh đi du học nước ngoài. Tưởng chỉ cần cố gắng vài năm là sẽ có được cuộc sống tốt đẹp nhưng sóng gió chẳng hề buông tha cho anh, vì chỉ thời gian ngắn sau đó, bà ngoại bất ngờ ra đi. Phải chịu nỗi đau tâm lý, lại thêm gánh nặng tài chính, Hà Gia Kính tưởng như đã gục ngã đến nơi rồi. Thay vì bỏ cuộc, anh quyết định làm việc ở nhà đại thể để có thêm tiền trả học phí. Sau này, khi nhắc đến quãng thời gian ở nơi lạnh lẽo nhất bệnh viện, Hà Gia Kính chia sẻ thứ khiến anh suy nghĩ nhiều nhất không phải là nỗi sợ, mà là về những nỗi mất mát và sóng gió trong cuộc đời. Càng như thế, triển chiêu kinh điển nhất lại càng kiên cường và yêu thương cuộc sống hơn, giúp anh có thêm động lực để tiếp tục vươn lên. Sau khi tốt nghiệp đại học, cuộc đời lại đưa đẩy Hà Gia Kính đến với đài ATV rồi trở thành diễn viên. Dù là dân tay ngang, nhưng có lẽ vì được tổ nghề đãi cơm ăn nên Hà Gia Kính vẫn nhập vai cực kỳ tốt. Năm 1988, anh nổi đình đám với vai Nhạc Phi trong Nửa Cõi Giang Sơn và kết bạn với hai người đàn anh thân thiết sau này là Kim Siêu Quần và Phạm Hồng Hiên đó. Năm 1993, Kim Siêu Quần, Phạm Hồng Hiên và Hà Gia Kính được chọn quay Bao Thanh Thiên. Những màn hợp tác ăn ý cùng với tài nhập vai xuất sắc của họ đã làm nên thành công cho siêu phẩm này, mở ra làn sóng làm phim Bao Thanh Thiên ở cảng, đài. Còn Hà Gia Kính cũng trở thành triển chiêu kinh điển nhất trong lòng nhiều thế hệ khán giả Hoa ngữ. Thế nhưng, sóng gió chưa từng buông tha cho Hà Gia Kính. Khi phiên bản mới của Bao Thanh Thiên khởi động, Bao Trường Kim Siêu Quần bị người ta đổi vai vì vấn đề thù lao. Hà Gia Kính buộc phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình nghĩa. Không hề do dự, anh công khai lên tiếng bảo vệ đàn anh, chấp nhận bị mất vai và rơi vào cảnh bị các đoàn phim làm lơ, TVB cấm sóng. Đó là lý do anh phải chuyển đến đại lục để làm việc. Tuy nhiên, sau nhiều năm lăn lộn trong làng giải trí lắm thị phi, Hà Gia Kính dần cảm thấy mệt mỏi. Thế nên đến năm 2011, anh chính thức giải nghệ để chuyển hướng sang kinh doanh, thành lập Kính Gia Trang. Công ty của anh không chỉ là đơn vị ăn nên làm ra nhất khu vực thôi đâu, mà còn được chính quyền địa phương bình chọn là thắng cảnh nổi tiếng, thu hút được hàng triệu người ghé thăm mỗi năm đó. Bản thân Hà Gia Kính cũng trở thành triệu phú với khối tài sản lên đến 430 tỷ đồng. Giàu có là thế, nhưng anh vẫn chọn cuộc sống giản dị, thích thú với việc đủ tuổi để được hưởng các chế độ miễn phí cho người cao niên. Điều đáng khâm phục nhất là dù đã 65 tuổi, Hà Gia Kính vẫn cực kỳ trẻ trung khỏe khoắn, chạy bộ mỗi ngày và tích cực chơi đá bóng với hội nghệ sĩ Hồng Kông.